bấy giờ cụ thọ thiện hiện bảo thiên đế thích này kiểu thi ca ông thấy có pháp có thể bảo vệ chăng thiên đế thích thưa dạ không thưa đại đức tôi không thấy có pháp để có thể bảo vệ Thiện hiện nói, này kiểu thi ca, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào an trú như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã diễn nói, tức là thủ hộ. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào an trú như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã diễn nói, thường chẳng xa lìa thì nên biết tất cả nhân và phi nhân vân vân muốn dình tìm chỗ sơ hở để làm hại hoàn toàn không thể được. Này Kiều Thi Ca muốn bảo vệ các Bồ Tát an trú bát nhã ba la mật đa sâu xa như đã diễn nói, thì như muốn bảo vệ hư không không khác. Này Kiều Thi Ca, nếu muốn bảo vệ các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì đó là sự hoang tưởng nhọc mệt hoàn toàn không ích lợi này kiểu thi ca, theo ý ông thì sao? Có thể bảo vệ ảo thuật, chiêm bao, tiếng vang, ảnh tượng, bóng nắng, ánh chớp, sự biến hóa và ảo thành trăng. Thiên đế thích thưa, dạ không thưa đại đức. Thiện hiện nói, này kiểu thi ca, muốn bảo vệ các bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như thế, hoang tưởng mệt nhọc, hoàn toàn không lợi ích này kiều thi ca theo ý ông thì sao có thể bảo vệ tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các việc biến hóa mà phật đã làm chăng thiên đế thích thưa dạ không thưa đại đức thiện hiện nói này kiều thi ca nếu muốn bảo vệ các bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như thế hoang tưởng mệt nhọc hoàn toàn không lợi ích này kiểu thi ca, theo ý ông thì sao? Có thể bảo vệ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chăng? Thiên đế thích thưa, dạ không, thưa đại đức thiện hiện nói này kiểu thi ca nếu muốn bảo vệ các bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa cũng như thế hoang tưởng mệt nhọc hoàn toàn không lợi ích